Chơi đồng hồ cũ chính hãng. Xin kính chào anh em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Kogu Italia. Đây là chiếc đồng hồ automatic Scalato, tức là hoàn toàn là cơ lộ mặt. Chiếc đồng hồ này có đặc trưng là một là dạng vuông, phong cách thể thao, dây da kép. Thứ hai là kính cong dày. Đồng hồ có khả năng chữ cót lớn. Theo mình biết được, thông số chữ cót nó khoảng độ tầm 60 giờ. Và phía sau là bắt vít chống nước trên 5 ATM. Đồng hồ có khả năng sai số tương đối thấp. Tức là hiện nay theo mình đo đạc tương đối thì nó sai số khoảng 3 giây trên một ngày. Dưới 3 giây trên một ngày thì đúng hơn. Chiếc đồng hồ chúng ta khá là to, nó phong cách nam tính, sport, khỏe mạnh, chiều rộng của đồng hồ khoảng 43 mm, 43 mm mà dạng vuông này là rất 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 là rộng nha anh em. Đấy, tay phải tương đối to, hoặc là thực sự các bạn yêu thích phong cách phá cách thể thao thì mới dùng chiếc đồng hồ này. Đây, toàn là chiếc đồng hồ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khóa của đồng hồ. Đây là dây da dạng đế bảng phía sau đồng hồ đây. Đấy. Đây là bắt vít. Rất to. Đồng hồ mới nguyên hộp, nguyên nguyên tem và nguyên thẻ kèm theo. Chiếc đồng hồ là hàng tồn, mới 99%. Hàng được sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem video.